đại dịch Covid diễn ra và khủng hoảng kinh tế cũng diễn ra. Và CBD Firm đã thắng một cái giải thưởng là giúp doanh nghiệp vượt qua được dịch Covid. Giải thưởng này rất là có ý nghĩa với chính tôi cũng như là đồng đội của tôi. Tôi tin rằng tất cả các anh chị nào khởi nghiệp thì cũng có một cái giấc mơ là công ty của mình, dịch vụ của mình, sản phẩm của mình không chỉ bán ở Việt Nam mà còn muốn đi ra trên tầm thế giới. Nhưng làm sao để chúng ta biết chúng ta đang ở đâu? Thì giải thưởng chính là một dấu ấn để giúp tôi tự tin rằng là tôi đã hoàn thành một mục tiêu nào đó. Ví dụ giải thưởng lần này là giải thưởng của trên toàn thế giới, rất nhiều các công ty, mấy ngàn công ty trên rất cả trăm quốc gia họ đăng ký vào. Và như vậy thì khi tôi được giải thưởng có nghĩa là tôi đã khẳng định được một dấu ấn, tôi đã hoàn thành một mục tiêu, đó là sản phẩm dịch vụ của chúng tôi đã mang tầm của quốc tế. Đó là điều giúp cho tôi tự tin hơn trong cái việc trong 10 năm nữa. Đội ngũ của tôi thì thấy tự hào hơn vì chúng tôi đã làm được mục tiêu mà chúng tôi muốn ban đầu, để chúng tôi tự hào và tự tin rằng vào giải thưởng này chúng tôi khẳng định, tự tin rằng chúng tôi đã làm được điều đó và chúng tôi mạnh mẽ phát triển tiếp trong tương lai với mục tiêu sắp tới của chúng tôi. Tôi có một mục tiêu là sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam chúng ta vươn tầm thế giới. Vậy thì để đạt được mục tiêu này thì là tôi cần các nhà huấn luyện tự tin rằng mình đủ giỏi, mình đủ trải nghiệm, mình có đủ tư duy để đồng hành cùng với chủ doanh nghiệp và chúng ta sẽ nắm tay nhau đi trên toàn thế giới. Hiện nay thì CBD Firm đang đứng vào top 3 của thế giới, lúc thì top 2, lúc top 3, 4. Và tôi muốn rằng đến 2025 thì CBD Firm sẽ đứng vào số 1 của thế giới, số 1 của hệ thống Action Code với 83 quốc gia. Và tôi tin chắc rằng với giải thưởng này tôi đã đến gần với mục tiêu này rồi, và tôi tin tôi sẽ hoàn thành được mục tiêu này vào năm 2025. Để làm gì ạ? Để tôi có cơ hội chọn khách hàng tốt nhất để đồng hành. Tôi có cơ hội chọn nhà huấn luyện tốt nhất, phù hợp nhất với hệ thống để đồng hành. Tôi có cơ hội chọn nhà cung ứng, chọn nhân viên tốt nhất để đồng hành cùng với một cái giấc mơ là mang người Việt, mang sản phẩm của người Việt đi toàn thế giới, tạo ra rất nhiều công ăn việc làm để giải quyết được nạn thất nghiệp ở Việt Nam, nâng cao được tổng thu nhập của người Việt Nam của chúng ta lên và kiến tạo ra một đất nước thịnh vượng với một tư duy là thịnh vượng và hạnh phúc.